À, xin chào nha ha thì à, bây giờ là tháng à, chuẩn bị tháng 6 rồi ha nói chung là tàu tháng 6 rồi thì những cái cây đọt này là chuẩn bị mình làm nụ ha cô bác anh chị nhớ bung à, bấm à, cho nó bung trèo ra có nghĩa là mình phun bung đọt đọt bắn ra thì bốn lá ngắt một cái ha đừng để đi xa đi xa nó không có bông đâu nha à, mình ngắt cho nó bung trèo ra hai bên càng nhiều trèo càng mịn trèo thì nó có nhiều bông à. cái cây này cái tược nào là nó ra là cứ bấm bốn lá bấm một cái à, quay nó vượt đọt nó đi hoài á à. đây là một à, trong những cái con ở à, sẵn nó thêm ha à, đây con bộ xích nè à, con này nó độc hại cực kỳ nó, nó, cắn cho này cái là nó bỏ luôn nguyên cái nguyên cái cành luôn à, thằng của anh chị cứ bốn lá bấm chặn ha chịu khó bấm đi có mấy cây thì bấm à, còn mà cây ở dưới ruộng thì thả ha thả nhưng mà hết hết bằng máy không ơi à còn đây ghép đó. thì của anh chị cứ à, cứ bốn lá bấm chặn đọt ha thì nó bung chèo ra à, và khi mà tượng non ra phun trừ sâu bầu trĩ tượng non cứng cứng à, thì phun bộ về lá xanh lá lên à, và 7 ngày sau phun bộ về lá xanh lá lần hai và canh dưỡng tưới đều đặn ha còn mà anh em miền bắc thì à, tháng 6 bắt đầu là Giờ phun vừa tưới kích nụ ha à, xài làm, làm tháng luôn à, rồi bắt đầu mới tới chuyển nụ còn anh em miền trung thì tháng 7 ha, anh em miền Nam thì đầu tháng 7. À, cái đọt đi quá xa nè. À, để tôi tắt máy xong tôi quằn xuống tôi, tôi 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 cũng bấm hết à. Thôi xin chào ha, chúc các nhậu vui ha.